Võ Lâm Chí Tôn, Bảo Đao Đồ Long, Hiệu Lệnh Thiên Hạ Mà Cảm Bất Tùng, Ỷ Thiên Bất Xúc, Tùy Dương Tranh Phong. Con đừng bao giờ tin lời của đàn bà. Đàn bà càng đẹp càng hay gạt người khác. Tôi muốn ngày nào cô cũng ở bên cạnh tôi. Các người không cần đóng kịch nữa, tôi đã biết hết rồi. Ta không buông, ngươi làm gì được ta? Tôi thật sự muốn cưới cô làm vợ. Chỉ cần được ở bên cạnh ngài, tôi không sợ nguy hiểm gì cả. Quý là Trương Dư Kỳ. Sao muội lại giết huynh? Vậy thì cô đừng trách tôi kiếm hạ vô tình, rạch dài đường trên mặt cô để biến thành con xấu xí. Tôi hứa với cô, hôm nay không bãi được. Chu Chỉ Nhược này và tên họ Trương kia đoạn tuyệt ân tình. Minh muội, Hận Ngã Tàn Hư, Càn Long Thanh Quả, Sinh Diệt Hà Quang, Thứ Diệt Hà Hổ, Vì Thiên Trường Ác, Vì Hoàng Minh Cô, Tỷ Lạc Phi Sầu, Giai Quy Minh Giao, Lĩnh Ngã Thế Nhân, U Hoàng Thần Quang. Tên họ Tạ kia tội ác tày trời, bây giờ sinh mạng lão trong tay tôi, lão tổ tôi không dám giết lão à? Trương Du Kỳ, hôm đó trong thành Hào Châu, người đã bỏ ta ngay trong hôn lễ, người không nghĩ có ngày này phải không? Tôi đến xem Cô Gái Đồ Long phát sóng lúc 22 giờ từ 20 tháng 7 trên SCTV 9.